Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Biển Đông trong những tuần gần đây đang trở thành một điểm nóng của hoạt động hải quân. Cụ thể, cuối tháng 7 vừa qua, nhóm tác chiến tàu sân bay Anh đã đi qua tuyến đường biển này. Trong khi đó, thì nhóm tác chiến trên mặt nước của Mỹ và các lực lượng thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận tại đây. Ngày 10 tháng 9, tàu khu trục Bayern của Đức tiếp tục khởi hành trong chuyến hành trình kéo dài 7 tháng, dự kiến đi qua Biển Đông vào giữa tháng 12. Bên cạnh đó, tin tức về việc Ấn Độ triển khai 4 tàu chiến đến Biển Đông đang được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt là về yếu tố chống Trung Quốc. Thế nhưng có nhiều nguồn tin lại cho rằng, chú ý trong động thái này của New Delhi không đơn thuần chỉ là đối phó với Trung Quốc, vậy nó cần có chủ đích gì nữa đây? Để biết được điều này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 2 tháng 8 cho biết, quốc gia này điều 4 tàu chiến tới Đông Nam Á, Biển Đông và Tây Thái Bình Dương từ đầu tháng 9 năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ kéo dài trong 2 tháng, trong mục tiêu tăng cường hợp tác quân sự với các nước thân thiện và theo đuổi chính sách hành động hướng Đông. Ấn Độ mang sang đội hình gồm 4 tàu chiến, gồm tàu khu trục Renvay, mang tên lửa dẫn đường, tàu khu trục hạng nhẹ Shivalik, tàu hộ tống chống ngầm Kanmat, và tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Kora. Đội quân tinh nhuệ này với nhiệm vụ ưu tiên là tuần tra trên Biển Đông và bên cạnh đó còn tiến hành nhiều cuộc tập trận với hải quân các nước Đông Nam Á lẫn Đại Tây Dương như Indonesia, Singapore, Philippines và Úc. Sau đó, họ sẽ tham gia đợt tập trận thường niên Malabar với các nước thành viên thuộc Bộ Tứ Kim Cương, Liên minh quân sự không chính thức của Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc ở ngoài khơi đảo Guam thuộc Tây Thái Bình Dương. Cách đây hơn một tuần, đội hình đã di chuyển đến cảng Cam Ranh của chúng ta. Chỉ 3 ngày sau, chúng ta bố trí tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ luyện tập trung trên biển với biên độ tàu khu trục tên lửa dẫn đường Invigran, tàu hộ tống tên lửa Inkora của Hải quân Ấn Độ. Đợt tập trận có nội dung vận động đội hình và thông tin liên lạc theo Bộ Quy ước ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận này rõ ràng không chỉ đơn thuần là sự hợp tác với một quốc gia như kế hoạch đề ra. Điều đáng nói là lần triển khai này của Hải quân Ấn Độ xảy ra lúc quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng tại biên giới sau cuộc va chạm hồi tháng 8 năm 2021. Vậy mục đích của động thái này là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần nội dung tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu đầu tiên cho việc triển khai lần này là nhằm nâng cao mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết quốc tế với các quốc gia có hợp tác song phương để duy trì hòa bình, an toàn trên tuyến đường thủy và đồng thời là dịp tốt để tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực. Mục tiêu thứ hai, việc cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc cùng quyết tâm kiềm chế Bắc Kinh, mở rộng tầm ảnh hưởng là một tiền đề thôi thúc Ấn Độ sớm bắt tay vào việc hợp tác cùng các nước Đông Nam Á. Rõ ràng, việc thể hiện sức mạnh quân sự ngay từ đội ngũ hải quân đang là bước đi hay, là thông điệp nắn gân Trung Quốc một cách hữu hiệu nhất thay vì chỉ thể hiện bằng lời nói và thông điệp càng có ý nghĩa hơn khi họ tập trận với chính Việt Nam, quốc gia láng giềng với Trung Quốc, nhỏ bé hơn nhiều lần so với Trung Hoa. Nhưng chưa bao giờ Việt Nam bị khuất phục. Việt Nam luôn là tượng đài khi các quốc gia khác nghĩ về một đất nước đánh bật được mọi cường quốc lăm le gây chiến. Ngoài chiến lược mới, Ấn Độ còn tham gia vào Bộ Tứ Kim Cương gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia là một liên minh an ninh phi chính thức do Mỹ đứng đầu, đang là một khối liên hiệp mới đầy sức răn đe với bất kỳ quốc gia ngổ ngáo nào. Và đáng chú ý hơn khi thời gian gần đây, Mỹ đánh giá Ấn Độ rất cao vì sự năng nổ của họ đối với Bộ Tứ này. Chiến lược của Bộ Tứ là tiến hành tập trận thường xuyên cùng các nước trong khu vực. Cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao trong Bộ Tứ đang bàn về khía cạnh ngoại giao liên quan tới an ninh hàng hải và chiến lược của nhóm sẽ thông qua kênh hải quân các nước. Tờ Bưu điện Hoa Nam trích lời ông Bhatia, cựu đại sứ Ấn Độ tại Myanmar trong cuộc phỏng vấn vừa qua. Rõ ràng Ấn Độ dùng hải quân tăng cường sự hiện diện trên vùng biển là một thông điệp cứng rắn. Điển hình năm 2021, sau khi xảy ra cuộc đụng độ giữa binh sĩ Trung Ấn, Ấn Độ đã ngay lập tức điều động một tàu chiến tới Biển Đông. Hành động của Ấn Độ khiến cho Trung Quốc ra tuyên bố chỉ trích kịch liệt, nhưng công hàm ngoại giao cũng không ngăn cản Ấn Độ thực thi quyền của họ đối với vùng biển tự do thương mại. Riêng tháng 9 năm nay, Ấn Độ bước một bước dài trong chính sách hiện diện trên biển của mình khi cho tàu sân bay nội địa Invigran thực hiện chuyến đi biển thử nghiệm lần đầu.
Chuyến đi lần này bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 và đây cũng là tàu sân bay thứ hai của Ấn Độ trong hạm đội hải quân của họ. Bên cạnh đó, Ấn Độ được cho là đang bí mật xây dựng căn cứ trên đảo Agaliga thuộc Cộng hòa Quốc gia ở Đông Phi, nhằm giải quyết lo ngại về cơ sở quân sự của Trung Quốc ở quốc gia này. Có thể thấy những động thái mới đây đã ngầm khẳng định hai thông điệp rõ ràng của quốc gia này muốn gửi gắm. Thứ nhất là răn đe về vấn đề Biển Đông. Thứ hai là một lời khẳng định Ấn Độ luôn trong tâm thế sẵn sàng đánh Trung Quốc bất cứ lúc nào ở vùng biên giới hiện đang có tranh chấp. Thông điệp này thực tế là vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng, bởi Ấn Độ hoàn toàn có đầy đủ khả năng khi là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Thẳng thừng mà nói, không có gì khiến cho Ấn Độ ngán quốc gia tỷ dân này cả. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ như thế nào về điều này? Như thế nào nếu đụng độ Trung Ấn xảy ra? Comment để lại quan điểm của mình ngay dưới video này nhé! Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay, qua nhiều nguồn tin mà chúng mình thu thập được. Tin mới muốn khẳng định rằng, quyết định của Ấn Độ trong việc tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương lần này thực tế là vượt xa mục tiêu đối phó với Trung Quốc hay khía cạnh quan trọng hơn mà chúng mình muốn nhắc đến khi nói về mục đích của Ấn Độ. Thứ nhất đó là mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng, thứ hai là lồng ghép chính sách ngoại giao để khẳng định vị thế nước lớn mạnh mẽ hơn. Cụ thể, tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng khu vực Ấn Độ Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhấn mạnh sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu hạng nhẹ, các loại hệ thống tên lửa và nhiều vũ khí cho các nước thân thiện trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương. Một minh chứng cho thấy họ có đủ khả năng, đó là trong số 4 tàu chiến được điều động đến Thái Bình Dương lần này. Ngoại trừ tàu khu trục Grand Vijay thì cả 3 tàu còn lại đều được thiết kế trong nước và trang bị nhiều loại vũ khí cảm biến. Những con tàu này được cho là đóng vai trò nền tảng cho mục tiêu quảng bá sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ. Quả thực còn cách nào tốt hơn để quảng bá năng lực sản xuất của mình bằng màn trình diễn trực tiếp phải không bạn? Hơn nữa thì các nước Đông Nam Á được xem là những nước thường xuyên phải hứng chịu các hành động cưỡng ép và quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông. Ấn Độ với vai trò ngày càng chủ động hơn trong tư cách là nhà cung cấp quân sự trong khu vực. Thông qua chính sách hành động phía Đông chắc chắn sẽ càng khiến các quốc gia Đông Nam Á này mong muốn hợp tác nhằm mục đích tăng cường năng lực hải quân và khả năng phòng thủ toàn diện. Đó là mục tiêu mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng. Còn về tham vọng trở thành một nước lớn thì sao? Trong nhiều thập kỷ qua, Ấn Độ đóng góp vai trò tích cực trong an ninh của Đông Nam Á. Kể từ năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, quốc gia này đã giữ vai trò chủ động và tích cực hơn với tư cách là một nước đảm bảo an ninh trong khu vực. Thông qua chính sách hành động hướng Đông, khi các nước Đông Nam Á đang nỗ lực hiện đại hóa hải quân, Ấn Độ cũng đã và đang tập trung phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, có tiềm năng lớn để thâm nhập mạnh mẽ thị trường quốc phòng của các nước này. Việc Ấn Độ tích cực can dự vào vấn đề Biển Đông cũng phần nào thể hiện tham vọng của nước này. New Delhi sở hữu một nền quân sự hùng mạnh, một nền kinh tế lớn, tuy nhiên thì đó chưa đủ để củng cố vị thế của Ấn Độ với tư cách là một cường quốc tiềm năng. Có một học giả đã viết trong cuốn sách Chính trị toàn cầu đã nêu ra các tiêu chí để một quốc gia có đủ điều kiện trở thành một cường quốc như sau. Thứ nhất, phải ở hạng cao nhất về sức mạnh quân sự, duy trì được an ninh của chính mình và có tầm ảnh hưởng đến những nước khác. Thứ hai, sức mạnh về kinh tế. Thứ ba là sự quan tâm tới các vấn đề toàn cầu. Cuối cùng là phải áp dụng một chính sách đối ngoại nhằm hướng tới tương lai. Chính vì thế, Ấn Độ phải hiện diện đáng kể bên ngoài khu vực của mình, để chứng tỏ lợi ích của họ là toàn cầu chứ không chỉ là trong khu vực hoặc tiểu vùng. Việc mở rộng chính sách đối ngoại cũng phần nào thể hiện tiềm năng trở thành một bên liên quan có trách nhiệm và quan trọng của Ấn Độ trong các vấn đề toàn cầu. Hiện nay, Ấn Độ đã và đang duy trì vị thế là một cường quốc thân thiện và đang trỗi dậy. Các mục tiêu chính của nước này trên Biển Đông rộng hơn là Thái Bình Dương, tập trung vào việc thể hiện mình là nhà đảm bảo an ninh chính, duy trì hòa bình, ổn định và các quy tắc của trật tự quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam ta đã tích cực hợp tác quốc phòng và an ninh với Ấn Độ. Cuối tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam-Ấn Độ, các bộ ngành hai nước đã chính thức ký 7 văn kiện, công bố 3 chương trình hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hạt nhân, dân sự, năng lượng sạch, y tế, dầu khí, bảo tồn di sản, hợp tác phát triển và giao lưu văn hóa, trong đó phải đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề quốc phòng. Được biết, Ấn Độ đã triển khai thành công dự án đóng tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam bằng gói tín dụng quốc phòng 100 triệu đô do quốc gia này cung cấp. Đầu năm nay, chính phủ Ấn Độ cũng đã lập danh sách những quốc gia mà nước này có thể bán tên lửa phòng không tầm trung Akash, tên lửa diệt hạm BrahMos cùng nhiều khí tài quân sự khác, trong đó có Việt Nam.
thiết thực hơn, Ấn Độ còn trực tiếp hỗ trợ Việt Nam trong hiện đại hóa và đào tạo lực lượng quân đội có vũ trang. Cụ thể, Ấn Độ đã giúp Việt Nam huấn luyện phi công sử dụng máy bay Sukhoi Su-30 mua từ Nga, đồng thời giúp đỡ Việt Nam sửa chữa và bảo trì dòng máy bay này. Trước đó, Ấn Độ cũng đã đào tạo thủy thủ cho Hải quân Việt Nam về cách vận hành tàu ngầm lớp Kilo 636. Trong bối cảnh hiện nay, với sự bành trướng vô lối của Trung Hoa, thế giới đang dần quay lưng với họ. Điều này rõ ràng là một điểm thuận lợi cho Việt Nam khi các quốc gia giờ đang muốn đối đầu với Trung Quốc đều nhắm đến chúng ta như một đích đến, quốc gia có thể phá vỡ sức mạnh của Trung Quốc. Ấn Độ cũng không ngoại lệ. Khi họ đưa chiến lược thể hiện sức mạnh hàng hải thông qua hải quân phối hợp tập trận với các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam luôn là ưu tiên số 1 để phối hợp tập trận hợp tác. Và chính Ấn Độ cũng là quốc gia mong mỏi Việt Nam được hỗ trợ thật nhiều để sức mạnh quân sự vũ khí của chúng ta được nâng lên một vị thế cao hơn hẳn. Khi Việt Nam mạnh hơn, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải kiềm chế hơn, lúc đó sự bành trướng của họ sẽ bị hạn chế đi bội phần. Các bạn thân mến, các bạn có đồng tình với quan điểm của chúng mình không ạ? Comment để lại ý kiến của mình ngay dưới video này nhé! Đồng thời cũng đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh Tim Mới. Xin chào và hẹn gặp lại! Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!